gọi là thì là chưa có được cấp quyền chia sẻ. Cái này là một cái buổi diễn tập riêng của khoa thôi, còn cái clip mà hoàn chỉnh của bệnh viện á, thì chưa có được cấp quyền chia sẻ trên YouTube. Thì khi nào mà nó có được quyền chia sẻ thì có thể là cho các bạn xem rộng rãi hơn. Rồi cái này cả coi ở đây thôi ha, các bạn đừng share nhiều quá ha. Rồi có âm thanh không? Có âm thanh nó mới hấp dẫn, coi hình không mở. Âm thanh cái loa để cho cái phòng này nè có không? Những cái đó phải gọi mấy anh ấy lên đấy. Thôi vậy thôi cho coi đỡ đi ha, rồi mấy bạn về mấy bạn tự mở group Zalo bạn coi lại hả. Rồi thử rồi thôi cho coi trước đi, trong quá trình gọi mấy anh kỹ thuật lên mấy bạn coi thử ha, cho coi lại từ đầu đi. Rồi đó, một cái sản phụ ha đang nằm ở trên cái bàn, thì tay chân tự nhiên nó là tập mặt cái đó nhịp nhịp vậy đó. Khán giả ở đây nó đứng sau cánh cửa mấy bạn khán giả ha, chứ còn không phải là nhân viên y tế mà thấy vậy mà đứng ngó không làm gì hết, thật sự là khán giả đã coi diễn tập thôi. Những cái người mà được gọi là can thiệp á, đó đang chạy vào đó. Cái cô bác sĩ bên đó là cô trưởng khoa của khoa sản bệnh ha, một cô bác sĩ Hiền đó, rồi bác sĩ Thắng nè ha, rồi hai nữ hồi sinh bạn đang chạy đến cấp cứu. Dĩ nhiên là sẽ có những cái hiệu lệnh nữa ở đây, tại vì chưa có âm thanh đó mà tôi nghe. Đây là bác sĩ Thắng đây làm gì? Sẽ bắt tim vào lồng ngực ha, hồi sức tim phổi. Đó, có thêm một bác sĩ nam chạy đến nữa là bác sĩ Cường, hồi xưa cũng là nội trú của trường mình. Ấn thì ấn giả thôi, tại vì này là bệnh nhân không có bị ngưng tim ngưng phổi ngưng thở, mà ấn thiệt là người ta đau lắm, nên là cái này ấn giả thôi, cho nên bạn thấy biên độ nó không quá được mạnh ha. Ấn giả thôi. Rồi khi mà phát hiện ngưng tim ngưng thở là phải hồi sức tim phổi và gọi đến bác sĩ, có bác sĩ nữa mới đến là bác sĩ Hôn. Bác sĩ Hôn là bác sĩ hồi sức, bác sĩ của em hồi sức khó khăn em hồi sức chạy đến phải làm gì để mà không nghe được hiệu lệnh đó, búng tay cho hiệu lệnh làm gì. À, cái cô nữ hồi sinh này đang làm gì, kéo cái bụng của cái tử cung của sản phụ qua một bên ha. Hồi sức ra một thời gian thì là cô này có theo kịch bản là có mặt lại, có mặt lại tim có đập lại. Và bác sĩ bên sức khoa hiệu lệnh là sẽ chuyển phòng mổ gấp để mà bắt con bé ra, mổ lấy em bé ra. Đó, nghe tim nghe phổi chuyển ra thì các bạn sẽ thấy là cái đường cùng chuyển rất là nhanh, từ khoa sản bệnh của con người rớt xuống là bỏ rồi hay nó sẽ chỉ mất có 1 phút 30 giây thôi. Cái sản phụ á, cái người đó là một bác sĩ nam, bác sĩ nam chứ không phải bác sĩ nữ, bác sĩ đang đi học 18 tháng á, bị bắt vô làm là sản phụ ha. Đó, bây giờ đẩy có cả bình oxy đi theo. Và quy trình đó phải làm sao thật là nhanh ha. Thì cái này là cái cảnh đang diễn tập ở khoa thôi, cho nên nó chưa có được gọi là hoàn hảo lắm. Đó, rồi mình sẽ có một cái buổi diễn tập mà có sự chứng kiến của ban giám đốc bệnh viện, có sự giám sát của các trưởng phó khoa khác để mà check bản kiểm, checklist giống như các bạn đi thi OSCE vậy đó. Thì ở đây là cái ban đó họ sẽ chấm điểm cho khoa, xem coi là có làm đủ tất cả các bước không, quy trình có đầy đủ hay không. Đó, để làm gì? Để khi mà nó xảy ra trường hợp đó thực tế thì mình phải làm cho được một cách gọi là hoàn hảo nhất có thể ha. Đó, gọi là báo động đỏ
báo động đỏ nội viện, có nghĩa là tất cả huy động cái lực lượng mà là mạnh nhất của bệnh viện phải chạy đến cái nơi đó. Nó còn có một cái báo động đỏ liên viện nữa, các bạn có nghe nói không? Báo động đỏ liên viện là huy động sức mạnh của tất cả các bệnh viện mà có liên quan ở trong thành phố Hồ Chí Minh. Thành phố Hồ Chí Minh mình có cái báo động đỏ liên viện. Đó là chuyển về phòng máy ha. Đó. Chuyển xuống phòng mổ, đây là cảnh ở phòng mổ. Ông đẩy tới chỗ mình luôn đi. Đó, đẩy thiệt là lẹ, chạy thiệt là nhanh. Rồi, ca. Là bao lâu? Rồi, như vậy thì mình thấy cái trường hợp này mình đoán là cái gì? Sản phụ bị gì? Bị kích động hả? Bị gì? Một cái người bình thường mà bạn thấy tự nhiên tay chân bắt đầu dưng lại bảy là bạn gọi nó là cái gì? Co giật, đúng không? Co giật, cái tiếng Anh gọi là seizure đó, đúng không? Co giật. Co giật thì có bao nhiêu nguyên nhân? Nhiều nguyên nhân không? Nhiều nguyên nhân ở trên một người bình thường không có thai gì hết ha. Thì khi mình thấy tự nhiên tay chân họ bắt đầu mấp máy rồi người họ gồng cứng này kia đó, thì mình nghĩ ngay đến triệu chứng là co giật. Triệu chứng là co giật, đúng không? Tuy nhiên nguyên nhân là gì? Chưa biết được, không đoán được. Nhiều nguyên nhân. Tuy nhiên trên một cái người mang thai, người phụ nữ mang thai mà lên cơn co giật thì đầu tiên hết người ta sẽ nghĩ đến gì? Gọi là gì? Sản giật. Y4 có nghe chưa? Học Y4 có nghe thầy cô đề cập đến cái từ đó chưa? Sản giật. Ha, sản giật là một trong những tai biến nằm trong năm tai biến sản khoa. Có nhớ không ạ? Sản giật ha. Và tại sao nó gọi là tai biến? Bạn có nhớ năm tai biến sản khoa là gì không? Bao gồm có gì? Băng huyết sau sanh, gì nữa? Tai biến là cái gì nó phải khủng khiếp lắm, nó dẫn đến cái kết cục mà gọi là xấu cho cái người bệnh nhân, đúng không? Mới gọi là tai biến. Băng huyết sau sanh là một, sản giật là hai, gì nữa? Vỡ tử cung, gì nữa? Nhiễm trùng hậu sản, uống ván rốn ha. Có năm cái tai biến sản khoa mình hay nghe nhắc tới đó. Tai biến có nghĩa rằng là nó xảy ra thì sẽ đưa đến cái kết cục thường rất là xấu, tồi tệ cho cái người bệnh nhân. Mà ở đây là sản khoa có nghĩa là gồm mấy người? Hai người lận nha. Là ai? Mẹ và con. Tai biến sản khoa thì sản giật là một trong những gọi là tai biến sản khoa, bởi vì nó có thể đưa đến một cái kết cục gọi là xấu nhất cho mẹ và con. Xấu nhất là gì? Mình hình dung xấu nhất là gì? Chúng tôi đã cố gắng hết sức, xấu nhất là gì? Là gì? Là tử vong ha. Là tử vong cho ai? Tử vong cho cả mẹ và thai. Tử vong cho cả mẹ và thai ha. Thì cái trường hợp này người ta đang diễn tập một cái trường hợp sản phụ mà lên cơn sản giật ở trong bệnh viện. Mình không nói sản giật ở ngoài bệnh viện ha. Sản giật ở ngoài bệnh viện là nhiều khi là không phát hiện được, hoặc là cấp cứu chậm trễ thì mình nói gì, sản giật trong bệnh viện đó. Nhưng nếu như mình không biết cách cấp cứu xử trí kịp thời thì vẫn có thể dẫn đến cái tử vong cho mẹ và con. Ví dụ như cái cô đó là người ta đưa ra tình huống là giật một hồi xong vô hôn mê và ngưng tim ngưng thở. Bắt mạch cảnh không có, nhịp thở không thấy, gọi là ngưng tim ngưng thở. Thì nếu như bạn không biết cách cấp cứu thì bệnh nhân có thể là lên đường luôn ha, là tử vong mẹ. Hoặc là bây giờ chuyển xuống phòng mổ không kịp, không lấy em bé ra kịp ha, tiền sản giật nó dẫn đến nhau bông non đó, thì thiếu máu nuôi đến thai thì có thể là suy thai luôn, suy thai cấp, và nếu như không cấp cứu kịp, mổ lấy thai ra kịp thì có thể là tử vong luôn em bé. Tóm lại, sản giật là một trong năm tai biến sản khoa có thể dẫn đến gọi là tử vong cho mẹ và thai nha. Và người ta mong muốn rằng là khi có sản giật xảy ra thì mình có thể xử trí được, cấp cứu được một cách kịp thời để cứu cho người mẹ và con ở trong bệnh viện.
Và tốt nhất hơn nữa là gì? Nó xảy ra thì đương nhiên là mình phải xử trí rồi. Nhưng mà nếu như tốt hơn nữa là gì? Là đừng để nó xảy ra. Ủa, hai anh này chạy luôn rồi hả? Hả? Chỉnh xong rồi hả? Để mở lại thử coi. Cho nó nghe âm thanh nó mới căng thẳng kịch tính chứ còn hả? Coi hình không coi tí. À, tốt nhất là đừng để xảy ra. Có nghĩa rằng là làm sao chúng ta dự phòng được, đừng để cho sản giật xảy ra. À, cô này cô giật cái chuông báo động. Em báo động nha, nói người nhà. Ai dùng cho chị mang nghe cắt xong không có thấy ra nó. Thuốc gì? Ma nhê xuân phá, ha, tấn công liều gấp đôi liều bình thường. Nhớ không? Giật máy thở oxy liền ha. Đó, đó, hạch huyết áp liền. Tại vì sản giật là liên quan đến cái gì? Tăng huyết áp. Tôi đang dẫn các bạn đi từ từ á, từ cái kinh khủng nhất là sản giật, ngưng tim ngưng thở đi, sẽ trở về cái bài của mình, một cái bài nó tổng quát hơn. Chuẩn bị cái thuốc ta này nhìn cái đồng hồ mấy thuốc này lên coi em nào chụp cùng các đồng hồ nha. Sĩ anh vừa bắt cái mai đến bây giờ anh yêu dạ mặt anh thắng là người chỉ cho mặt không phải em. Đây là vẫn còn là thông thả đó, còn nếu như mà thực xảy ra là sẽ rất là căng thẳng luôn đó các bạn. Vậy báo phòng mổ có mổ thẳng cho bên nhanh bạn nào làm lấy đây cái tay đắp ra đi đó. Đã báo phòng mổ rồi mình phải chuẩn bị luôn cả phòng mổ nữa. Và thậm chí ở đây là nó chưa có một cái hồi chuông đó là nó nội là nội ám ảnh. Rồi ngưng lại đi em. Nó là một cái hồi chuông ám ảnh của tất cả các bác sĩ trong bệnh viện, là cái hồi chuông là báo động đỏ. Ở đây thì không có, tại vì mình diễn tập trong khoa thôi. Còn diễn tập mà toàn bệnh viện á, là có cái chuông, có cái loa của tổng đài phát lên luôn. Ha. Tổng đài sẽ gọi là bấm một cái hồi chuông, đó, nó kinh khủng lắm, nó khác biệt lắm. Ha, là cái tiếng của nó rất là to. À, và tổng đài sẽ phát lặp lại 3 lần là báo động đỏ nội viện. À, cấp cứu tại khoa sản bệnh, xin mời các bác sĩ gì gì đó, trưởng phó khoa, trưởng phó tua trực, trưởng phó khoa gây mê hồi sức, thậm chí là có thể có bác sĩ nhi nữa, nếu như mà cần phải có em bé, bắt em bé ra. Đó, lặp lại cái khẩu hiệu lệnh đó là 3 lần liên tiếp để cho tất cả mọi người nhận được lệnh phải chạy về trên cái nơi mà cấp cứu, nó gọi là báo động đỏ nội viện. Rồi, rồi ngưng giùm chị, mở lại cái bài. Thì có nghĩa rằng là ở đây muốn nói rằng là mình làm sao đừng để sản giật xảy ra. Còn để sản giật xảy ra là mình thấy rằng là mọi chuyện nó có vẻ phức tạp hơn rồi, đe dọa đến tính mạng của sản phụ và thai nhi rồi, đúng không ạ? Như vậy thì ủa sao chỉnh được cái phong hay vậy? Hay quá ha. Rồi thì á là sản giật ha. Vậy làm sao để dự phòng được sản giật? Mình sẽ phải biết được một cái thể nó là đi trước báo hiệu cái sản giật là gì? Tiền sản giật. Và trước đó nữa, hơn nữa, có thể là chưa có tiền sản giật, mới có cái gì thôi. Cái gì thôi mình đã phải lo lắng, mình phải để ý, mình phải tầm soát, mình phải điều trị theo dõi rồi. Cái gì? Đúng rồi, rối loạn tăng huyết áp trong thai kỳ nha. Như vậy thì cái bài của mình á, cái bài tổng quát hơn á, là cái bài rối loạn tăng huyết áp trong thai kỳ. Trong đó tiền sản giật chỉ là 1-2 thể loại ở trong cái group đó thôi. Như vậy thì các bạn cần phải biết được cái phân loại rối loạn tăng huyết áp trong thai kỳ, hypertension disorder, ở trong cái thai kỳ, là có thêm chữ gestational nữa, gestational hypertension disorders, rối loạn tăng huyết áp trong thai kỳ.
Thì trong đó cái thể đầu tiên hết, nhẹ nhàng nhất, nhẹ nhàng nhất, à, nhẹ nhàng nhất là gì? Là nó chỉ có tăng huyết áp thôi, không có xuất hiện gì thêm hết. À, người ta gọi là tăng huyết áp trong thai kỳ. Tăng huyết áp được chẩn đoán dựa vào đâu? À, cái này phải hỏi các bạn nè. Các bạn giỏi hơn tôi à. Tăng huyết áp chẩn đoán là sao? Nhóm trưởng nhóm CD. Một cái người bình thường mà chẩn đoán tăng huyết áp, mà chẩn đoán là sao? Mình sao biết người đó có tăng huyết áp hay không? Hả? Không biết luôn. Y xấu ra trường tới nơi là làm sao biết một người có tăng huyết áp hay không mà không biết được là cái này là một cái kiểm, một cái năng lực là bị thiếu sót rồi đó. Làm sao một bạn nào đứng đó nói thử xem coi các bạn nhớ được kiến thức bao lâu, bao nhiêu thì giảng viên mới có thể tiếp tục được. Nói đi, đừng sợ sai, mọi người sẽ bổ sung cho bạn. Có thể là bạn sẽ không nói một cách hoàn chỉnh như là một cái bài giảng về đo huyết áp của điều dưỡng hay là của bác sĩ nội khoa rồi, nhưng mà cũng phải có cái gì trong đầu chứ. Sao? Ai? Không ai là chỉ định ạ. Rồi, mời em, nói đi em. Mười bốn chín trở lên. Rồi, cảm ơn em. 14-9 đơn vị là gì? Ừ, bây giờ mình là bác sĩ, mình sắp sửa làm bác sĩ y khoa rồi ha, nên mình nói nó phải chính xác. Ví dụ như người thường người ta có nói là huyết áp 14-9, 13-8 gì đó, nhưng khi mình là bác sĩ rồi mình phải ra cái thông tin nó phải chính xác ha, 140/90 đơn vị mm thủy ngân, đúng không? Mà ở trạng thái nghỉ ngơi ha. Rồi, có ai bổ sung cho bạn không? Bạn nói được những cái ý chính rồi đó, còn gì nữa không? Tiêu chuẩn đó là theo của hiệp hội nào? Nội khoa dạy cho các bạn theo hiệp hội nào? À, có những cái mình tưởng rằng là tôi học sản mà, sản khoa thì nội khoa tôi cần biết gì. Nhưng thực sự ra là một cái bệnh nhân, là một cái cá thể, là bạn sẽ thấy rằng là người ta có nhiều vấn đề mà bạn cần phải hợp được tất cả những kiến thức mà mình đã học 6 năm y khoa đó để bạn xử trí. Ví dụ như bài này là liên quan đến tăng huyết áp trong thai kỳ. Như vậy mình phải biết tăng huyết áp ở người bình thường là như thế nào, đúng không? Đó. Như vậy phải đi về xem lại bài nội khoa của mình đi nha. Và điều trị trong những trường hợp tăng huyết áp thai kỳ như vậy, bạn cũng sẽ phải có những kiến thức về điều trị nội khoa, điều trị tăng huyết áp như thế nào, tác dụng phụ của từng cái loại thuốc, thuốc nào bây giờ mình sẽ chọn lựa trên thai kỳ cho sản phụ, đúng không? Vậy mình phải có kiến thức tổng quát về nội khoa, điều trị tăng huyết áp thai kỳ à, trước mắt là chẩn đoán. Như vậy thì phải về xem lại nha. Thì trong sản khoa nó cũng giống vậy thôi ha. Hiệp hội sản phụ khoa Hoa Kỳ cũng đưa ra cái tiêu chuẩn chẩn đoán của tăng huyết áp, huyết áp tâm thu trên 140 mm thủy ngân hoặc là huyết áp tâm trương trên 90 mm thủy ngân. Tuy nhiên là phải lưu ý đến điều kiện đo và cách đo ha. Có nghĩa rằng là bệnh nhân phải ở một cái tư thế tay đo thì phải sao, ngang với gì, ngang với tim ha, nghỉ ngơi đó, và đo ít nhất là 10 tập lại 2 lần ha, cách nhau là bao nhiêu thì mới được chẩn đoán là tăng huyết áp. 4 tiếng cách nhau, 4 tiếng mà bạn thấy rằng là huyết áp đều như vậy hết, trên 140/90 ha, thì là thai phụ đó là có tăng huyết áp, rối loạn tăng huyết áp, được không ạ? Rồi, tôi giảng nhiều khi tôi không cần slide của thầy đâu, tôi đâu có biết thầy trong slide thầy có gì đâu, các bạn có thể về tự đọc. Tôi sẽ giảng theo cách của tôi và sau đó bạn sẽ xem bài của thầy, nó sẽ dễ hiểu hơn nha. Rồi, rối loạn tăng huyết áp thai kỳ
Lưu ý một lần nữa là nếu như huyết áp, nếu như 160 trên 110 trở lên thì không cần phải đợi 4 tiếng. Lúc đó chỉ cần sau 15 phút bạn lo lặp lại. Nếu như huyết áp vẫn như vậy là bạn phải can thiệp liền. Chứ còn bây giờ huyết áp cao quá mà mình đợi tới 4 tiếng sau mình mới đo lại ha, thì nó sẽ có thể chậm trễ trong cái việc xử trí. Nha, do đó là nếu như huyết áp 160 trên 110 thì 15 phút sau mình nên đo lại đi. Đừng có đợi 4 tiếng. Hiểu chưa? Nói chứ bài dạy tới 4 tiếng lận mới đo lại lận. Nhưng mà đối với huyết áp quá cao như vậy, đợi 4 tiếng là chậm trễ trong xử trí. Nha. Đó là tiêu chuẩn về tăng huyết áp, có nghĩa rằng là mình biết được như thế nào là tăng huyết áp trong thai kỳ, cũng giống như người bình thường thôi. Và ở đây thuật ngữ mình dùng thống nhất với nhau là tăng huyết áp chứ không dùng từ gì. Dùng từ gì? Cao huyết áp ha, từ đó hiện nay không được thống nhất ở Bộ Y tế nữa ha, mình sẽ dùng từ là tăng huyết áp. Được chưa? Rồi. Tuy nhiên tăng huyết áp trong thai kỳ thì người ta cũng sẽ chia thành hai cái thể nhỏ là cái gì? Là người ta sẽ đặt ra câu hỏi là cái huyết áp này mới xuất hiện trong thai kỳ hay là do gì? Do người phụ nữ đó đã có từ trước khi mang thai, người ta gọi là cái gì? Tăng huyết áp mãn tính ha, mãn chứ không phải là mãn nha. À, thầy Khánh Trang mà vô dạy là thầy sẽ nhấn mạnh cái chuyện là tăng huyết áp mãn. Mãn có nghĩa là cái gì? Mãn là kéo dài, là chronic, đúng không? À, khác với lại mãn. Mãn là gì? Mãn là hết rồi. Mãn là stop rồi, hết rồi. Ví dụ như người phụ nữ mãn kinh là hết kinh rồi đó. À, do đó cái từ mà đúng là phải là mãn tính chứ không phải là mãn tính. Tăng huyết áp mãn tính có nghĩa là cái người phụ nữ đó đã có tăng huyết áp từ trước rồi. Bây giờ cũng mang thai thì cái bệnh tăng huyết áp nó có mất đi không? Có mất đi không? Không mất đi, mãn tính mà. À, nó không mất đi mà nó sẽ xuất hiện vẫn kéo dài trong thai kỳ và thậm chí là có thể nặng hơn. À, và thậm chí là có thể nặng hơn. Đó. Một cái là tăng huyết áp mạn, một cái là tăng huyết áp do thai kỳ. À, như vậy làm sao biết được cái huyết áp này, một cái sản phụ đến với mình kêu ngồi xuống đâu huyết áp, mình thấy huyết áp cao 150 trên 100 chẳng hạn mm thủy ngân. Vậy làm sao mình biết được cái huyết áp này là tăng huyết áp mạn hay là tăng huyết áp do thai kỳ? Do thai kỳ có nghĩa rằng là mới xuất hiện trong thai kỳ, do cái sự rối loạn của thai và bánh nhau gây nên. À, cơ chế bệnh sinh chút xíu nữa mình sẽ tìm hiểu sau. Bây giờ mình đang nói về cái cách phân loại. À, làm sao để biết? Làm sao để biết cái người phụ nữ này là huyết áp mới có trong thai kỳ hay là trước đó có rồi? Mời em. Chính xác ha, chính xác. À, dựa vào tiền sử, đừng nghĩ gì cao siêu hết trơn á, trở lại về những cái kỹ năng hồi xưa của mình, Y2, Y3, hỏi bệnh sử, hỏi tiền sử, đúng không? Chị ơi, chị có bị tăng huyết áp từ trước giờ chưa? Bác sĩ có nói chị trước giờ có bị cao huyết áp không? Rồi trước khi mang thai chị có bị cao huyết áp không? Đúng không? Đó, tăng huyết áp, cao huyết áp gì cũng được, mình nói với người dân, nhưng mà trong cái thuật ngữ của mình khi mà mình hành nghề á, ha, trong cái hồ sơ thì mình nên tăng huyết áp. Rồi, gì nữa? Ừ. Ừ. Đúng rồi. Rồi, nghe. Vậy là em có đọc bài trước. Có không? Hay là do Y4 mình đi lâm sàng mình thấy là có thầy cô nhắc đến. À, thì thực sự ra khi mà đi học lâm sàng ở Y4 á ha, thì tôi luôn luôn nói với các bạn Y4 á là đừng có để đến Y6 mới học cái bài này. Mà hãy học từ Y4 đi. Tại vì đó là cơ hội của các bạn. Các bạn được đi lâm sàng, các bạn gặp bệnh nhân, tiếp xúc với bệnh nhân, thì đâu có biết được là bệnh nhân này ở trình độ Y4 hay ở trình độ Y6. Người ta có đủ thứ vấn đề hết. Mà cái tăng huyết áp là cái rất thường gặp ha, rất thường gặp. Nên đừng để đến Y6 mà học. Nếu như bạn có gặp bệnh nhân trên lâm sàng mà có tăng huyết áp thì hãy đi về đặt bài này trước đi ha, thì chắc
hẳn là có một số bạn, thậm chí là khi đi qua khoa sản bệnh tôi bắt là thi luôn, thi kiểm tra cuối khoa có liên quan đến cái nội dung là tăng huyết áp trong thai kỳ, và các bạn nó sẽ nhớ. Có nghĩa rằng là nếu như tăng huyết áp xuất hiện trong thai kỳ nhưng trước tuần lễ thứ 20 thì mình nghiêng về phía là nghĩ nhiều là tăng huyết áp gì? Tăng huyết áp mạng, có nghĩa là nó xuất hiện từ trước khi mang thai rồi đó. Còn nếu như trước 20 tuần hoàn toàn không có tăng huyết áp, mình theo dõi được cái thai kỳ này từ đầu đến cuối, đến sau 20 tuần mới thấy là huyết áp bắt đầu cao lên, thỏa tiêu chuẩn của chẩn đoán tăng huyết áp, thì lúc đó mình sẽ nghĩ nhiều là tăng huyết áp này do thai, ha, do thai, do những cái tế bào nuôi nó gây ra. Ha. Bạn sẽ về bạn đọc cái cơ chế bệnh sinh, nó dẫn đến cái sự gọi là tái cấu trúc của cái lớp nội mô của những cái động mạch xoắn của tử cung á, nó không có hoàn thiện, dẫn đến những cái hoạt chất, ví dụ như prostaglandin, những cái cytokine nó tiết ra và nó gây nên cái hiện tượng co mạch, co mạch đó, tạo nên cái tăng huyết áp do thai, và cái hiện tượng này thường xảy ra sau 20 tuần. Chính vì vậy người ta sẽ lấy cái mốc là 20 tuần. Tuy nhiên vẫn có những trường hợp đặc biệt tăng huyết áp do thai mà lại xuất hiện trước tuần 20. Trong trường hợp nào? Các bạn có biết không? Tăng huyết áp do thai đó, nhưng mà mới có mười mấy tuần là xuất hiện rồi. Do những cái tế bào nuôi nó hoạt động mạnh quá. Trong trường hợp nào tế bào nuôi hoạt động mạnh các bạn biết không? Thai trứng. Có nghe đến thai trứng lần nào chưa? Hoặc là song thai, đa thai. Đó, những trường hợp đó là những trường hợp ngoại lệ. Huyết áp có thể xuất hiện trước 20 tuần. Nha. Ngoài ra, với kinh nghiệm lâm sàng, nếu như các bạn làm lâu năm, các bạn sẽ có thể là biết được là tăng huyết áp này là tăng huyết áp thai kỳ hay là tăng huyết áp mạng. Do mình sẽ hỏi kỹ cái bệnh sử hơn nữa. Và mình khám kỹ hơn nữa. Mình sẽ xem coi là nếu như huyết áp mà mãn tính thì thường nó phải có gì? Có gì? Huyết áp xuất hiện lâu rồi, chục năm rồi chẳng hạn, thì người bệnh nhân thường hay có gì? Em? Chính xác. Có nghĩa rằng là mình sẽ phải để ý thận, có rối loạn chức năng chưa? Đó. Đó. Tim có gây những cái biến chứng trên tim chưa, và trên mắt, soi đáy mắt để mà giúp phát hiện ra những cái xuất huyết xuất tiết ở cái võng mạc mắt đối với những cái người mà tăng huyết áp lâu năm, đúng không? Đó. Ngoài ra mình sẽ phải dựa vào hỏi bệnh sử chắc chắn rồi, giống như bạn nói hỏi tiền sử tiền căn đó, thì đó là những cách để giúp cho mình phân biệt được là tăng huyết áp mạng hay là tăng huyết áp trong rối loạn do thai kỳ nha. Vậy là mình đã đề cập đến mấy thể rồi, mấy thể trong cái nhóm là rối loạn tăng huyết áp rồi. Mình đang nói trong cái nhóm lớn là rối loạn tăng huyết áp trong thai kỳ. Nhóm đầu tiên các bạn biết rồi, học nội khoa rồi, đó là gì? Tăng huyết áp mạng. Nhóm thứ hai là gì? Tăng huyết áp do thai kỳ, ha, tăng huyết áp do thai tạo nên. Đó, rồi. Bây giờ đến cái nhóm thứ ba. Nhóm thứ ba là gì? Bây giờ nó không phải là đơn thuần chỉ có tăng huyết áp không, mà bắt đầu tăng huyết áp có kèm thêm những cái rối loạn của cơ quan đích trong thai kỳ. Ha. Và nó sẽ xuất hiện trên lâm sàng. Những cái triệu chứng cũng như là cận lâm sàng sẽ có những cái biểu hiện. Thứ nhất là gì? Đạm niệu. Đạm niệu, nước tiểu có đạm. Nước tiểu có đạm. Ha. Mà làm sao để biết nước tiểu có đạm hay không? Làm sao để biết nước tiểu có đạm hay không? Xét nghiệm nước tiểu. Ha. Xét nghiệm nước tiểu có nhiều cách. Có thể dùng cái que nhúng để định tính 1 cộng, 2 cộng, 3 cộng.
Hoặc là mình sẽ định lượng nước tiểu 24 giờ. Nha, nước tiểu 24 giờ. Tiêu chuẩn trên bao nhiêu thì là thỏa tiêu chuẩn của chẩn đoán tiền sản giật. 300mg trong vòng 24 giờ hoặc là tương đương với que nước tiểu định tính mà trên 2 cộng. Được mà. Ngoài ra còn có cái một cái tỷ số. Tỷ số gì các bạn biết không? U trên C. À, ure trên creatinine. Lớn hơn bao nhiêu? Lớn hơn bao nhiêu? Thì được gọi là đạm nước tiểu nhiều, thỏa tiêu chuẩn. Lớn hơn 0.3, 0.3 nha. Rồi. Được chưa ạ? Đó là tiêu chuẩn về nước tiểu. Ngoài ra còn có những tiêu chuẩn gì nữa? Rối loạn cơ quan đích ha, thể hiện trên cận lâm sàng nó rõ ràng, nó khách quan hơn là rối loạn về men gan. Ha, men gan bắt đầu tăng lên, SGOT, SGPT, bạn đo sẽ thấy nó tăng gấp đôi bình thường nhiêu? Bình thường nhiêu? 40, đúng không? Ở người bình thường khoảng 40 UI trên lít. Bây giờ gấp đôi lên là nhiêu? Là 80 trở lên, đúng không? Đó, nếu như mà nó tăng, tăng nhẹ thì chưa thỏa, nhưng mà tăng gấp đôi là thỏa tiêu chuẩn của tiền sản giật luôn. À, có nghĩa rằng bây giờ rối loạn tăng huyết áp mà kèm thêm những cái biểu hiện của rối loạn cơ quan đích, người ta gọi là tiền sản giật. Mình đã đề cập đến đạm niệu, đề cập đến men gan ha. Rồi, rối loạn cơ quan đích thể hiện ở thận là gì? Creatinine tăng gấp đôi luôn. Đó. Rồi gì nữa? Tiểu cầu. Tiểu cầu tăng lên luôn. Tiểu cầu tăng lên. À, trên bao nhiêu? Tiểu cầu bình thường bao nhiêu? À, xin lỗi, tiểu cầu giảm chứ, xin lỗi, tiểu cầu giảm. À, tiểu cầu giảm dưới 100.000. À. Tiểu cầu giảm dưới 100.000. Rồi, trên microlit. Gì nữa? Đó là những cái biểu hiện trên xét nghiệm. Còn ngoài ra trên lâm sàng bệnh nhân có thể có gì? Nhiều khi xét nghiệm bình thường hết á, nhưng mà bây giờ lâm sàng bạn khám bạn thấy có những triệu chứng sau đây là bạn cũng sẽ nghĩ đến là đang tổn thương cơ quan đích rồi. Là gì? Bệnh nhân có biểu hiện nhức đầu ha, nhức đầu. Đó, tăng huyết áp mà bây giờ đến nỗi nhức đầu. À, nhức đầu dĩ nhiên là có nhiều nguyên nhân. Viêm xoang cũng gây nhức đầu, rối loạn tiền đình cũng gây nhức đầu. À, vân vân. Thì á, nhức đầu này phải như thế nào? Nhức đầu này không đáp ứng với lại những cái thuốc giảm đau thông thường. Chống thuốc giảm đau rồi mà không hết, mà cái cảm giác đau nặng của tăng huyết áp á, là nó thường là sẽ có kèm theo nặng ở sau gáy, đúng không? Nè, đó, nhức đầu kèm hết. Thường là phải có thay đổi về cái thị giác nữa. Bắt đầu bệnh nhân thấy chóng mặt, nhìn mờ ha, nhức đầu, nhìn mờ nữa. Như vậy thì hãy nghĩ đến tiền sản giật. Được không ạ? Rồi. Hết chưa? Hết. Đó. Đó là những triệu chứng của tiền sản giật nha, những cái triệu chứng của tiền sản giật. Ngày xưa các bạn mở lại các bạn cái bài trong sách hoặc là cái bài của thầy, không biết là thầy có cập nhật thêm cho các bạn hay không. Còn nếu như theo tiêu chuẩn cũ chẩn đoán tiền sản giật, người ta chỉ có mỗi dựa vào một cái tiêu chuẩn thôi, các bạn có biết đó là gì không? Nãy giờ tôi kể cho các bạn quá trời những cái tiêu chuẩn luôn á. À, trong cái bài giảng ngày xưa sửa của các thầy cô mà trước năm 2016 á, xin lỗi, trước năm 2013 đó, có thể là chỉ có sử dụng đạm niệu thôi. Cho nên nếu như bạn nào không đi học bài này, các bạn chỉ ở nhà các bạn đọc sách ha, các bạn đọc bài, thì coi chừng các bạn đọc tài liệu cũ, nó chỉ có chẩn đoán dựa vào đạm niệu mà thôi. Tuy nhiên quan điểm chẩn đoán tiền sản giật ngày nay là không cần phải chờ đến đạm niệu. Đôi khi đạm niệu xuất hiện sau, người ta quan sát thấy có những trường hợp tiền sản giật mà đạm niệu là một cái triệu chứng xuất hiện muộn.
Trong khi đó những cái rối loạn khác của cơ quan đít nó thể hiện rõ hơn ha, thì người ta cũng đã thay đổi cái tiêu chuẩn chẩn đoán, thì những trường hợp đó cũng được xem như là tiền sản giật. Có nghĩa là chưa kịp xuất hiện đạm niệu gì hết, nhưng mà ví dụ như men gan tăng gấp đôi, tiểu cầu dưới 100.000 chẳng hạn, thì người ta chẩn đoán là tiền sản giật luôn nha. Và một cái điểm khác biệt nữa của sách cũ và sách mới, tài liệu cũ và tài liệu mới, đó là gì? Cái tiêu chuẩn tiền sản giật nặng. Ngày xưa chẩn đoán tiền sản giật nặng, người ta cũng chỉ có dựa vào mức độ đạm niệu. Các bạn xem lại, các bạn sẽ thấy là đạm niệu càng nhiều thì người ta nghĩ rằng là cô này bị tiền sản giật nặng và xử trí như một trường hợp tiền sản giật nặng. Tuy nhiên quan điểm hiện nay người ta thấy rằng là cái chuyện tiền sản giật nặng hay không không phụ thuộc vào tính chất số lượng của đạm niệu. Cho nên đạm niệu hiện nay không được xem là một tiêu chuẩn chẩn đoán của tiền sản giật nặng nữa nha, mà sẽ căn cứ vô những cái dấu hiệu khác. Trong đó nó bao gồm các triệu chứng hồi nãy giờ tôi kể cho các bạn. Nó trùng lắp với những cái triệu chứng hồi nãy giờ tôi kể cho các bạn. Ví dụ như thấy men gan tăng gấp đôi là chẩn đoán tiền sản giật, mà không phải là tiền sản giật thường nữa, mà lúc này sẽ trở thành tiền sản giật gì? Tiền sản giật nặng luôn. Tiểu cầu dưới 100.000 hoặc là creatinine tăng gấp đôi, tiền sản giật nặng luôn. Bệnh nhân có nhức đầu tình mờ, tiền sản giật nặng luôn nha. Rồi, ngoài ra là nếu như bệnh nhân có đạm niệu, không có những cái triệu chứng đó nhưng mà có đạm niệu mà có căng cái bao gan, căng cái bao gan, bệnh nhân biểu hiện bằng đau hạ sườn phải hoặc là đau thượng vị, thì các bạn cũng hãy thận trọng, đó là một trong những trường hợp tiền sản giật nặng, được không ạ? Rồi, thì cái bản đó đó, cái những cái tiêu chuẩn đó đó, các bạn không cần phải gọi là quá ư là khó khăn trong việc ghi nhớ, bởi vì tôi có gửi cho các bạn nhóm trưởng hồi nãy cái bài của tôi đó, cái bài đó là của ACOG, Hiệp hội Sản phụ Khoa Hoa Kỳ, người ta có kẻ thành những cái box, những cái khung ghi nhớ, thì trong đó nó ghi nhớ những cái tiêu chuẩn chẩn đoán của tiền sản giật cũng như là tiền sản giật nặng. Các bạn sẽ về xem những cái khung đó, người ta có hệ thống lại nha. Rồi, vậy là mình có biết được tăng huyết mạng rồi, gì nữa? Rối loạn tăng huyết áp do thai kỳ. Cái thứ ba là mình biết được cái gì nữa? Tiền sản giật. Thứ tư mình biết được gì nữa? Tiền sản giật, rồi tiền sản giật gì? Nặng. Khi bạn chẩn đoán rối loạn tăng huyết áp thai kỳ là phải có, thứ nhất là có rối loạn tăng huyết áp hay không, tăng huyết áp này là mạng hay là do thai. Rồi nếu như mình đã do thai rồi thì đặt câu hỏi là có tiền sản giật hay không. Nếu như có tiền sản giật rồi thì hãy đặt câu hỏi là nó có nặng chưa nha. Rồi, còn sản giật thì hơi khỏi nói rồi, là giống như cái bà hồi nãy đó, gặp bạc rồi khỏi nói rồi ha. Mà người ta nói rằng nếu như trong thai kỳ mà một cái sản phụ lên cơn co giật thì điều đầu tiên bạn nghĩ đến chẩn đoán gì? Sản giật là đầu tiên hết, khi mà bạn chưa có bằng chứng loại trừ những cái nguyên nhân co giật khác nha. Không biết tiền căn bà này có động kinh gì trước đó hay không ha, có bị té ngã gì trước đó hay không, nhưng bây giờ hễ thấy một cái bà bầu mà lên cơn co giật thì hãy nghĩ đầu tiên là sản giật, được chưa ạ? Rồi, như vậy thì mình biết được thêm sản giật. Sản giật có nghĩa là tiền sản giật nặng, bây giờ biến chứng lên não, gây xuất huyết não, gây rối loạn hệ thần kinh, dẫn đến cái chuyện là có thể lên cơn co giật, sản giật. Và sản giật nó rất là nguy hiểm ở chỗ hồi nãy tôi có đã nói sơ cho các bạn rồi đó. Sản giật mà vô sản phụ nằm ở nhà mình, không có ai xung quanh hết, chuyện gì xảy ra? Hồi nãy là trong bệnh viện bao nhiêu người chạy đến cấp cứu đó, giờ đặt trường hợp bà đó bác sản giật đâu ở nhà, trên xe hoặc là ở trong toilet chẳng hạn, hoặc là lúc đang ngủ ở nhà chẳng hạn, chuyện gì xảy ra? Thứ nhất là bà có thể gì? Bà đang nằm trên cái giường thì bà làm sao? Té xuống giường, đúng không? Té xuống. Không ai giữ lại hết, là có thể té. Mà té là có thể dẫn đến gì? Chấn thương sọ não, chấn thương cái tử cung. Cái tử cung lúc này là thường là những cái thai lớn không à.
đó thì á là gì, dẫn đến gì, nhau bông non đúng không, đập cái bụng xuống, đập cái tử cung xuống, nhau có thể chấn thương bông non nha, rồi có thể vỡ tử cung đúng không đó, rồi có thể mẹ sẽ vô hôn mê, xuất huyết não, không ai cấp cứu hết là cũng có thể tử vong. Về phía em bé thì mình nãy cũng nói luôn rồi ha, nhau bông non thì có thể dẫn đến gì, suy tuần hoàn nhau thai cấp tính ha, nếu như không mổ em bé lấy ra được, ví dụ như thai có thể nuôi sống được rồi 8 tuần trở lên có thể nuôi được rồi, bây giờ mình cấp không kịp để em bé trong bụng, em bé có thể chết trong bụng được không ạ? Rồi vậy là mình đi hết năm thể chưa, năm thể chưa, rồi tăng áp mạng nè, rối loạn tăng áp trong thai kỳ nè, do thai kỳ xin lỗi ha, cái thứ ba là tiền sản giật nặng và sản giật đúng không? Vậy thì bước ra khỏi phòng này ha, thì ráng nhớ được 5 cái tên và nhớ được những cái tiêu chí để phân biệt thì càng tốt, 5 cái thể đó được chưa? Và ngoài ra cái này phải nói, tại vì trên lâm sàng mình có thể gặp ha, một cái biến chứng của tiền sản giật nặng đó, nó có một cái hội chứng, nó có cái tên rất là đặc biệt. Hội chứng gì? Có ai biết không? Hội chứng heo ha, heo. Hội chứng heo viết sao? H E double L P đúng không? Viết tắt của chữ gì? Heo chứ không phải là lợn đâu ha, không phải là pig đâu ha, heo là cái hội chứng viết tắt của những cái chữ cái đó đó. HELLP, hai chữ L. Viết tắt của chữ gì? Tôi nhớ ngày xưa hồi lớp là Y6 là lúc đó cô chủ nhiệm bộ môn cô đến, phó chủ nhiệm bộ môn cô đến cô dạy cái bài này, lúc đó tôi giống như bạn ngồi dưới học cái bài đó, thì là cô hỏi giống như câu này tôi hỏi các bạn vậy đó, hội chứng heo. Và cô bắt lúc đó cái bảng không phải là bảng chiếu này mà là chiếu trên cái overhead và có cái bảng bảng đen có phấn ghi, cho một cái bạn lên ghi cái từ đó ra nguyên gốc là gì đó. Thì tôi xung phong tôi lên tôi viết, tôi viết đúng được cái chữ đó. Bây giờ các bạn nào biết được không? Các bạn là trình độ tiếng Anh bây giờ là vượt bậc rồi, có thể giỏi hơn các anh chị ngày xưa rất là nhiều. Nè, em có thể nói hay em không cần viết cũng được. Hemolysis. Elevated liver enzyme đó, rất là chuẩn ha. Low platelet có nghĩa là gì? Giảm cái số lượng tiểu cầu ha, còn elevated liver enzyme là gì? Tăng men gan ha, tăng men gan. Hemolysis là gì? Tán huyết, tán huyết. Nó có thêm cái tán huyết nữa các bạn. Hồi nãy tăng men gan mình có đề cập, giảm tiểu cầu mình có đề cập, bây giờ nó có thêm tán huyết nữa ha, có nghĩa là bilirubin bắt đầu tăng lên. Đó, rồi nó có thể có kèm theo những cái rối loạn về đông máu. Đó. Như vậy thì cái hội chứng đó là một cái biến chứng nặng hơn nữa trong cái tiền sản giật nặng. Đó. Người ta gọi là hội chứng heo. Hội chứng heo. Một khi hội chứng heo xuất hiện thì người ta sẽ phải rất là cân nhắc xem xét chấm dứt thai kỳ sớm. Không có để nữa. Tại vì để rất là nguy hiểm cho người mẹ. Ha, để rất nguy hiểm cho người mẹ. Lúc đó là nhiều khi người ta cần phải thảo luận với người nhà để mà lấy cái thai ra ha, chấm dứt thai kỳ, coi như là mình chấp nhận là em bé này có thể non tháng hoặc là không nuôi sống được đó, để mà làm gì, để mà cứu người mẹ chứ không thôi là để một hồi nữa mẹ xuất huyết não mẹ hôn mê gan đúng không đó, đó thì đó là rất là nguy hiểm, hội chứng heo nha đó. Tuy nhiên kể kể là một cái chuyện tiếu lâm thôi, không biết các bạn có bao giờ nghe đến đâu, thì cũng giống như các bạn là nói nhiều khi nói không rõ heo heo mình phải gọi là hội chứng heo heo syndrome,
Còn mình gọi tắt quá, mình gọi heo heo không. Nhiều khi trên lâm sàng bệnh nhân người ta tưởng là cái gì, người ta bị cái gì. Ở trong cái bệnh viện nhiều khi mình nói, mình không để ý cái lời nói của mình. Ví dụ như cái cô đó là cổ bị cái hội chứng heo, nằm trong một cái bàn xanh chẳng hạn. Bây giờ bác sĩ ra y lệnh, ra y lệnh là truyền thuốc hay là chích thuốc. Alo. Alo. Truyền. Alo. Sao kỳ vậy? Mới thay pin mà phải không? Thì truyền thuốc cho cái sản phụ đó thì mình nên nói rõ là truyền thuốc cho sản phụ tên gì nha. Chứ nhiều khi mình truyền thuốc cho cái bà heo đó đi, cái bà heo đó vô chích thuốc đi chẳng hạn, thì nhiều khi tai vách mặt rừng bà nghe được, nghe được. Xong cái bà về bà xuất viện êm xuôi hết rồi, mẹ tròn con vuông rồi, nhưng mà bà vẫn viết một cái thư góp ý là cái gì? Đề nghị là các bác sĩ, các cô nữ sinh rằng là nên tôn trọng bệnh nhân. Tại sao tôi như vậy mà gọi heo? Tôi đâu có nặng ký lắm đâu, tôi chỉ hơi dư ký thôi mà gọi tôi là heo, bà heo đó. Thì mình về mình coi lại ha, mình coi lại là cái ca đó là có hội chứng heo, chứ không phải là mình nói bà bị heo là do bà béo phì hết đó. Thì cẩn thận ha, hội chứng heo. Kể để cho các bạn nhớ, để các bạn về các bạn học nó dễ hơn. Hội chứng heo viết tắt của cái chữ gì đó chứ không phải là con heo. Có pin mới hay là lại lấy cục pin cũ bỏ vô? Rồi như vậy là đã xong cái việc mà mình chẩn đoán. Gần như là xong cái phần chẩn đoán rối loạn tăng áp trong thai kỳ rồi đó. Các bạn có muốn hỏi gì không? Tại vì tôi không muốn nói đến phần điều trị, có thể phần điều trị là thầy sẽ vô thầy nói tiếp á. Tiền sản giật và tiền sản giật nặng. Tiền sản giật là cái tên gọi chung. Khi bạn có chẩn đoán tiền sản giật rồi, bạn sẽ phải câu hỏi. Alo. Là có tiền sản giật nặng hay chưa nặng. Chúng ta không dùng từ là nhẹ. Tại vì khi mình dùng từ là tiền sản giật nhẹ đó, nó sẽ gây cho một cái thái độ chủ quan. Chủ quan là cái ca này là không có nặng. Nhưng thực sự ra là nó chưa nặng thôi các bạn. Chưa nặng thôi, có nghĩa là hiện tại nó chưa xuất hiện dấu hiệu nặng. Nhưng các bạn dưỡng thai thêm một thời gian nữa, một tuần, hai tuần nữa, có thể câu chuyện nó sẽ khác. Do đó rằng là theo diễn tiến thời gian, có thể là nó sẽ xuất hiện những dấu hiệu nặng, bắt buộc các bạn phải theo dõi sát, đúng không? Như vậy thì tiền sản giật rồi, mình thỏa các tiêu chuẩn hồi nãy tôi đã chẩn đoán cho bạn rồi đó. Bạn mở giùm cái bài của ACOG, của Hiệp hội Sản phụ Khoa Kỳ, cái bài PowerPoint của chị gửi. Các tiêu chuẩn tôi sẽ chiếu cho các bạn coi lại. Đây là những cái khung về nguy cơ, các yếu tố nguy cơ của tiền sản giật. Hồi nãy mình chưa có đề cập đến, mình chú trọng vào cái vấn đề chính thôi là chẩn đoán. Thì đây là có cái những cái yếu tố nguy cơ đó, các bạn nhìn sơ qua ha. Có nghĩa là một cái người bình thường mang thai thì họ có thêm những cái yếu tố này, họ sẽ dễ bị tiền sản giật hơn người bình thường. Là gì? Không biết tiếng Anh là thua. Mà không biết tiếng Anh chuyên ngành á, đặc biệt là tiếng Anh chuyên ngành á. Nearly parity là cái gì? Con so. Con so, chưa sinh con lần. Rồi. Rồi tiền sản giật ở thai kỳ trước. Tăng huyết áp mạng. Đái tháo đường thai kỳ. Tiền thai kỳ. Rồi. Những cái bệnh lý của tiểu cầu, lupus, rồi cái gì đó, BMI trên 30, nghĩa là béo phì đó, hội chứng kháng phospholipid,
Rồi tuổi mẹ trên 35, bệnh thận, có thụ tinh trong ống nghiệm chẳng hạn á, IVF á, thì dễ bị tiền sản giật hơn. Rồi gì nữa? Obstructive sleep apnea là gì? Hội chứng ngưng thở khi ngủ phải không? Đó. Thì đó là những cái yếu tố nguy cơ của tiền sản giật ha. Bạn bấm dùm cái slide tí. Rồi, đây, tôi hứa với các bạn cho các bạn coi cái tiêu chuẩn chẩn đoán của tiền sản giật cập nhật mới của ACG. Đó. Đầu tiên hết là người ta vẫn là cái tiêu chuẩn cổ điển của đạm điệu. Tuy nhiên, nguyên một cái khúc này trở là cái tiêu chuẩn bổ sung. Nếu như bệnh nhân có thể là không có đạm điệu mà có những cái tiêu chuẩn này thỏa thì là cũng là tiền sản giật. Nó khác với ngày xưa là chỉ có đạm điệu thôi. À, còn những cái tiêu chuẩn khác người ta không kể đến. Nhưng người ta thấy rằng tổn thương cơ quan đích là hãy nghĩ đến tiền sản giật. Rồi. Tuy nhiên trong cái bảng này đó có những cái triệu chứng mà một khi xuất hiện là nó không phải tiền sản giật bình thường nữa mà nó thuộc về cái nhóm là tiền sản giật nặng luôn. Bạn hiểu không? Ha, ví dụ như nếu như mà chỉ có đạm niệu thôi thì chưa biết được là nặng hay không nặng. Nhưng như ca này mà có giảm tiểu cầu dưới 100 ngàn thì nó vừa thỏa tiêu chuẩn là chẩn đoán tiền sản giật mà nó vừa thỏa luôn tiêu chuẩn là chẩn đoán gì? Tiền sản giật nặng luôn. À, hoặc là chức năng thận đó gấp đôi hoặc là lớn hơn 1,1 mg trên decilit, à, hoặc là men gan tăng gấp đôi đó, à, phù phổi phù phổi là quá nặng rồi. Rồi nhức đầu mà không đáp ứng với những cái thuốc giảm đau. À, hoặc là có triệu chứng visual symptom là gì? Về thị giác á, nhìn mờ á, là mình phải lưu ý. Rồi, triệu chứng chẩn đoán của tiền sản giật. Bạn next slide đi. Đến cái slide mà có cái tiền sản giật. Đó. Tiền sản giật nặng đây. Bạn nhìn lại bạn sẽ thấy nó có những cái dấu hiệu trùng với cái dấu hiệu chẩn đoán tiền sản giật, đúng không ạ? À? Đó. Nhưng nó có thêm gì nữa? Có thêm tiêu chuẩn huyết áp trên 160 hoặc là huyết áp tâm thu trên 160 hoặc là huyết áp tâm trương trên 110 nha. Và có cái gì nữa đây, nãy tôi thấy có một cái triệu chứng đây có nhắc đến đau gì, đau ở đâu? Đau hạ sườn phải do căng cái bao gan nha. Thì đó mình về mình so sánh mình sẽ thấy là nó cũng giống giống như tiêu chuẩn chẩn đoán tiền sản giật nặng, tiền sản giật á, nhưng mà nó có thêm cái tiêu chuẩn huyết áp nè, có tiêu chuẩn căng gan nè, căng bao gan, đau hạ sườn phải, được chưa? Rồi được ha, hiểu chỗ này ha. Bạn bấm tới rồi còn gì hay nữa không? Đây, hội chứng Hell syndrome đó, viết tắt. Rồi còn gì nữa, tiếp nữa, sản giật. À, sản giật đây là những cái thuật ngữ tiếng Anh luôn để bạn có thể dùng như đó là như là một cái keyword để khi nào bạn cần bạn có thể tìm thêm những cái tài liệu về những cái bài này, liên quan ha. Đó. Rồi tiếp tục nữa đi, cái gì cần ấy tiếp nữa, rồi tiếp nữa. Rồi, cái chỗ này ha, gestational hypertension thì giống như nãy mình nói là cái thể dường như mình nghĩ nhiều nó là nhẹ nhàng nhất, không có dấu hiệu gì của tiền sản giật hết, đúng không? Nhưng loại trừ nó hoàn toàn khi nào? Loại trừ nó hoàn toàn khi nào? Khi sanh xong. Khi sanh xong, xong thời gian hậu sản mình mới loại trừ được hoàn toàn, bởi vì rằng tôi nói với các bạn rồi, có nghĩa là nó chưa xuất hiện thôi. Tăng huyết áp thai kỳ theo dõi 1 tuần 2 tuần nữa có thể xuất hiện bắt đầu những cái triệu chứng của tiền sản giật, theo dõi 1 tuần 2 tuần nữa tiền sản giật nặng chẳng hạn. Do đó cái cách mà điều trị gọi là dứt điểm nhất của cái chuyện mà rối loạn tăng huyết áp thai kỳ, tiền sản giật hay sản giật gì đó là phải làm gì các bạn biết không? Điều trị dứt điểm là gì? Là lấy cái thai ra, chính cái thai là thủ phạm gây nên, à,
là lấy cái thai ra, cũng như là mình chẩn đoán cái tăng huyết áp thai kỳ. Mình không nghĩ nó tiền sản giật, nhưng mình luôn luôn phải mang theo cái chẩn đoán đó, là chẩn đoán phân biệt. Đến khi nào mà cái bà này bà sanh xong thì thôi, hoàn toàn trong quá trình không có xuất hiện đạm niệu, không có xuất hiện rối loạn chức năng cơ quan đích gì hết, thì mình mới nghĩ là bà là thuộc cái nhóm là tăng huyết áp do thai kỳ mà không hề có tiền sản giật. Hiểu không? Rồi. Nhớ ha, hậu sản xong thì mới loại trừ. Tiếp đi. Rồi, cơ chế bệnh sinh, cái này về đâu? Được không? Nãy cũng đã nói sơ sơ cho các bạn rồi đó. Do cái sự tái cấu trúc của những cái tế bào nội mô, của những cái động mạch xoắn, nó không có hoàn hảo, hoàn chỉnh ha. Nó dẫn đến nó tiết ra những cái cytokine, dẫn đến cái sự co thắt mạch máu. Mà co thắt mạch máu thì nó dẫn đến hàng loạt những cái biến chứng khác. Ví dụ là áp, tăng huyết áp, và thậm chí là có thai chậm tăng trưởng nữa. Bởi vì máu nuôi đến tử cung nhau không đầy đủ nữa. Rồi, tiếp tục đi. Đó, còn gì hay ho nói cho nó nghe chứ. Rồi. Đó. Đó. Ở đây là có thêm những cái khuyến cáo ha. Những cái khuyến cáo thì nó liên quan đến điều trị là nhiều, và liên quan đến cái chuyện tầm soát. Hiện nay người ta đặt cái vấn đề là làm sao có thể phát hiện được cái sản phụ đó có nguy cơ tiền sản giật hay không, có nguy cơ cao tiền sản giật hay không. Từ đầu thai kỳ người ta sẽ dự phòng ở một cái cấp độ cao hơn nữa ha, là người ta cho uống cái aspirin. Aspirin từ những cái tuần lễ ở tam cấu nguyệt 1. Nếu như người ta thấy rằng là sản phụ đó có nguy cơ cao của tiền sản giật, ví dụ như là cổ có tăng huyết áp mạng ha, vậy là từ tuần thứ 12 có thể là phải dùng aspirin. Đó, thì cái này bạn sẽ đọc thêm, nó liên quan đến điều trị dự phòng. Đó. Là ngoài ra ha, thì người ta có thấy có canxi, đó, canxi có hiệu quả một phần nào đó, đó. Còn metformin thì không, đó, để dự phòng cái tiền sản giật. Rồi, tiếp tục. Đây, aspirin. Bạn nào quan tâm đến aspirin, đi lâm sàng có thể mình sẽ gặp đó. Hoặc là mình đi ở khoa phòng khám thai chẳng hạn, mình thấy là có những cái sản phụ người ta được cho làm những cái bi lăng để tầm soát nguy cơ tiền sản giật. Trong đó bao gồm có thầy đã vào rồi. Em đang nói đến cái phần mà dự phòng của tiền sản giật đó này. Đó, thì bạn nào có quan tâm đến aspirin thì các bạn có thể đọc thêm cái phần này, để đi ở các cái khoa như là phòng khám thai á, mình sẽ thấy là những cái sản phụ ở tam cấu nguyệt 1, 3 tháng đầu thai kỳ, người ta sẽ được tầm soát cái nguy cơ của tiền sản giật. Đó. Bằng cách là có xét nghiệm máu, bằng cách có siêu âm Doppler, động mạch tử cung ha. Nếu như thuộc cái nhóm nguy cơ cao, người ta sẽ dự phòng bằng cách là uống aspirin. Rồi. Nữa, còn gì nữa? Rồi, chất thoát. Thì đó là cái phần về chẩn đoán cũng như là phân loại các cái thể loại của rối loạn tăng huyết áp trong thai kỳ. Thì đến cái phần điều trị thì thầy sẽ tiếp tục cho các bạn. Rất là cảm ơn cô Bích Hà sáng nay. Hơi hỏi chút xíu về cô Bích Hà. Tắt luôn đi, chút nữa anh chuyển qua cái khác. Nè, em gắn cái này vô. Tại cái này. Thầy giới thiệu chút xíu, trước đây thầy là bà ở bên Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Thầy chuyển qua Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch 2018. Công tác ở bên này tới đây. Rồi bây giờ thì cái phần mà mình cũng biết rồi, tiền sản giật nó là cái nguyên nhân gây tử vong đứng hàng thứ hai ở trên thế giới và tại Việt Nam. Đó. Thì như vậy rằng là cái đó là cái vậy là nguyên nhân lớn nhất là gì? Băng huyết sao xanh, rồi sau đó tới tiền sản giật, rồi tới cái kế nữa là nhiễm trùng,
đó, các loại, rồi phá thai không an toàn, vân vân, rồi các cái bệnh mà gián tiếp khác, ví dụ như tim mạch, đái tháo đường, cường giáp, vân vân. Đó. Thì ở cái mô hình mà tử vong của bà mẹ đó, mà ở các nước đã phát triển, mình là đang phát triển, và mình là nằm trong cái nhóm chung của Tổ chức Y tế Thế giới, người ta gom chung lại. Nhưng mà ở trong các nước mà đã phát triển, ví dụ như Mỹ, ví dụ như là ở châu Á là có Nhật, đó, thì mô hình tử vong của bà mẹ đứng số 1 là cao huyết áp và thai. Hình dung được không ạ? Như vậy rằng là nó rất là quan trọng. Đó. Và nếu mà người ta quan tâm tới cái lúc nào mình học, mình người ta cũng quan tâm là cái gì là cái lớn nhất ở trong cái câu chuyện là sức khỏe. Đó. Thì như vậy rằng cái mà lớn nhất ở trong sức khỏe của sản khoa là tử vong bà mẹ. Đó. Thì tử vong bà mẹ lớn nhất là băng huyết sau sanh. Đấy. Rồi sau đó là tới là rối loạn cao huyết áp thai kỳ, trong đó đặc biệt là tiền sản giật, sản giật. À, và vì vậy mà người ta chú ý trong các cái bài giảng vân vân, người ta thường hay đưa vô. Một cái ý thứ hai nữa mà thầy muốn quan tâm tới tụi em. Em mở cái bút của anh đó, nãy anh mới gửi. Trong đó nó có cái phần mà... Ủa, em chưa sửa được. Mở cái sàng lọc. Anh có bi qua nè, em bảo anh gửi sao. Đó. Rồi em bấm cái thứ hai đi. Bấm tiếp á. Đó. Thì cái thứ hai nữa là muốn nhắc là cái tỷ lệ tử vong mẹ. Tỷ lệ tử vong mẹ mà ở Việt Nam á, hiện nay á, mình hỏi là vậy thì hồi nãy thầy nói vậy thì bây giờ là tử vong bà mẹ ở Việt Nam của mình á, là đứng chiếm hàng như thế nào trên thế giới? Đó. Và đứng hạng thứ mấy? Người ta xếp hạng bây giờ hiện nay mình đứng hạng khoảng 80 mấy á, trên thế giới. Tức là mình đứng ở chính giữa. Không phải là lớn nhất, không phải quá tệ. À, và tính trên 100.000 ca sanh, 100.000 ca sanh sống hàng năm á, thì bà mẹ tử vong của mình á, là khoảng độ 50 mấy. Bây giờ Bộ Y tế thì bảo rằng là 40 mấy. Đó, 48. 48 trên 100.000 ca sanh thì mỗi năm mình có khoảng 1 triệu em bé sanh thì có khoảng 400 mấy chục bà mẹ tử vong. Có nghĩa là ngày nào cũng sẽ có một, trung bình là có hơn một bà mẹ là tử vong ở đâu đó ở trên Việt Nam. Đó. Đó là cái tỷ lệ tử vong. Lúc nào cũng vậy hết. Ví dụ như mấy em học tim mạch, mấy em đi nhi khoa, mấy em đi bất kỳ một cái gì, người ta sẽ hỏi em là cái tỷ lệ tử vong của cái chuyên ngành đó là ở trong dân số, ở trong thành phố, ở trong bệnh viện mà hay là ở nơi mà tụi em đang làm việc. À, lúc nào cũng vậy hết. Người ta sẽ hỏi câu hỏi đó. Hoặc mình á, ví dụ mình giờ mình chọn lựa, mình bảo rằng tôi muốn chọn ngành này, chọn ngành kia. Tôi có hai ngành mà tôi đang rất là yêu thích. Vậy thì tôi sẽ chọn ngành nào đây? Thì thầy hay nói vui là dựa trên cái tỷ lệ bệnh suất và tử suất. À, nếu mình muốn nhàn thì mình chọn cái ngành nào mà có tử suất và bệnh suất thấp thì mình đi. Còn mình muốn mà sử dụng khả năng học thuật của mình vân vân thì mình lựa cái ngành nào mà nó có tử suất và bệnh suất cao thì mình đi. Đó, cái đó là nói vui là vậy ha. Định hướng thường thường người ta cũng phải đưa ra những cái tiêu chí vậy. Thì qua cái buổi sáng nay mà cô Bích Hà cô trình bày vậy á, thì tụi em có thắc mắc gì không? Tụi em có hỏi gì không? Hỏi đi, tụi em có thể hỏi. Bây giờ là cái lúc mà tụi em được hỏi nè. Không thắc mắc gì hết, không hỏi gì hết. Thường lịch giảng này mình giải đáp đó. Rồi, em hỏi đi, em hỏi lớn lên cho nghe. Dạ, thầy ơi. Em hỏi đi. Em hỏi là tại vì hồi nãy cô Bích Hà có nói đến một cái triệu chứng, một cái hội chứng là hội chứng HELLP. Thì em thì em không biết cái đó là một cái... nó giúp để nó kiểu là một cái hội chứng để mình chẩn đoán, hay nó là trong một cái tiêu chuẩn để mình biết được nó là đi tiêu chuẩn chẩn đoán, hay là một cái gợi ý thôi thầy. Em ngồi xuống đi. Dạ. Tiền sản giật thì nó có nhiều biến chứng, ta gọi là biến chứng tức là những cái thể nặng. Thì một trong những thể nặng của nó là hội chứng heo, vậy thôi. Hội chứng đó nó có cái đặc thù là nó là có cái gì, là cái chữ heo đó là nó viết tắt của là có tán huyết nè, có tăng men gan nè, có giảm tiểu cầu nè. Đó. Thì vậy rằng là nếu mà một người bị tiền sản giật hoặc là có cái nguy cơ cao của tiền sản giật thì họ sẽ có nhiều khả năng là có cái biến chứng heo. Hay là tụi em sẽ hỏi là thưa thầy, ngoài cái biến chứng heo đó còn biến chứng gì nữa? Sản giật là một biến chứng của tiền sản giật. Rồi tụi em hỏi tiếp nữa là thưa thầy còn biến chứng nào khác không? Phù phổi cấp, OAP,
là một biến chứng của tiền sản vật. Vậy thôi. Thì trong cái biến chứng đó nó sẽ có cái gì? Đó, nó có cái gì chứng nó nổi lên. Thì người ta gom ra vậy. Tụi em hỏi là thưa thầy, trên lâm sàng có bao giờ mình đứng trước bệnh nhân, cái bệnh nhân đó nó sẽ nói tôi sắp heo. Không có. Nó sẽ diễn tiến, nó có bắt đầu nó có là nước tiểu màu xá xị mà chưa có cái mấy cái khác, tức là nó tán huyết á. Rồi nó sẽ có là men gan, mình xét nghiệm, nếu mình biết ra mình xét nghiệm men gan nó tăng hơn rất là nhiều, gấp đôi, gấp 5, gấp 7 lần gì so với lại là cái xét nghiệm hồi đầu mà mới nhập viện. Đó. Rồi mình coi trong công thức máu thì mình thấy tiểu cầu nó giảm nghiêm trọng. Đó. Nó giảm có nhiều mức độ. Đó. Dưới 100.000, rồi dưới 50.000, dưới 150.000, vân vân. Đó. Thì khi nó xuất hiện vậy thì người ta bắt đầu, người ta mới đặt ra là có hội chứng heo là bán phần, hội chứng heo là toàn phần. Đó, kiểu vậy đó. Hình dung được không ạ? Đấy. Tụi em rất là hay nhầm lẫn giữa chuyện là một cái biến chứng nào đó hay là một cái tai biến nào đó. Tai biến tức là gì? Biến chứng mà do tai nạn. Tai nạn đó có thể tụi em gây ra, do bác sĩ gây ra, hoặc tai nạn đó do chính cái diễn tiến của bệnh nhân nó xuất hiện thêm một chuyện gì đó. Đấy, hai cái từ đó là vậy ha. Không có gì lạ hết trơn, cũng không có gì mà khó hiểu hết trơn á. Được chưa? Em hiểu chưa? Ừ. Rất là dễ. Đó, còn cái hình này đó là nó tóm tắt. Người ta cứ tưởng rằng là hồi đó giờ người ta cứ nói rằng tiền sản vật nó xuất hiện từ tuần lễ thứ 20 của thai kỳ. Không phải. Tuần lễ thứ 20 của thai kỳ là bắt đầu nó đủ, nó tập hợp đủ để xuất hiện lâm sàng. Hiểu chưa? Lâm sàng là huyết áp cao lên, rồi xuất hiện đạm niệu, rồi xuất hiện là tiểu cầu giảm, rồi xuất hiện men gan tăng gấp 2 lần. Giờ tiêu chuẩn vẫn nói thì sản vật nó rộng lắm, nó rộng hơn hồi xưa lắm. Đó. Có thể chưa có tiểu đạm nhưng mà xét nghiệm thấy men gan nó tăng lên gấp 2 lần. Nhưng mà tiền sản vật nó bắt đầu xuất hiện á, là từ lúc mang thai á. Từ lúc bắt đầu mang thai là nó đã là có mầm mống rồi. Rồi bắt đầu nó xuất hiện ra các yếu tố, các đợt tác động lên nội mạch để thay đổi cái nội mạch. Cho nên rằng là bắt đầu ở từ tuần lễ thứ 11 tới tuần lễ thứ 14, tức là 3 tuần 6 ngày là người ta làm động thái gì? Sàng lọc đó. Ta xét nghiệm trong máu đó để đi tìm nguy cơ cao, nguy cơ thấp đó. Để người ta làm cái câu chuyện hồi nãy cô Hà mới nói mà thầy vô đây á, là sử dụng aspirin để phòng ngừa đó. Hình như được chưa? Cho nên người ta mới nói rằng là chứng cứ mạnh nhất là phòng ngừa tiền sản vật là khi mình bắt đầu cho uống aspirin liều thấp, low dose từ 13 tuần cho tới 16 tuần, tức là mình bắt đầu từ cái thời điểm đó thì nó sẽ dự phòng mạnh nhất. Hình như được chưa? Thế bây giờ mình lại hỏi dự phòng mạnh nhất là sao thầy? Thì giờ mình có hai cái nhóm người ta làm nghiên cứu, tức là bây giờ nó đã là ra rồi, ra kết cục rồi, người ta làm nghiên cứu trên một cái cộng đồng nào đó. Rồi cái người ta theo dõi một nhóm là như là bình thường trước đây. Trước đây tức là không can thiệp gì hết. Rồi một nhóm là có dùng aspirin. Thì người ta thấy rằng là ở cái nhóm mà ngẫu nhiên nữa, người ta bóc ngẫu nhiên, tức là không có dựa trên cái gì mà thiên lệch hết. Đó, ta chia ngẫu nhiên ra vậy đó. Thì ta thấy rằng là cái nhóm mà có dự phòng đó, thì tỷ lệ xuất hiện tiền sản vật thấp hơn có ý nghĩa thống kê. Xuất hiện các biến chứng thấp hơn có ý nghĩa thống kê. À, thấp hơn tới mức như thế này nè, thầy kể là thực tiễn nè. Có một giáo sư người Úc, ổng qua đây, ổng nó nổi tiếng lắm, mà bên nước ngoài kỳ lắm, nó có thời gian. À, cho nên lượng bệnh nó ít thôi mà nó qua nó dạy mình. À, cái bệnh viện của chỗ thầy làm á, với COVID Hà là làm nè, là bệnh viện Hùng Vương á, một năm á là tổng số sanh á là có thể như năm nay là ít nè, khoảng gần 30.000 ca thôi. Thì ở cả một cái vùng Tây nước Úc, phía Tây của nước Úc, cái ông giáo sư đó ông làm ở vùng đó, thì cả cái vùng đó một năm chỉ có 5.000 ca sanh à. Hình như được không? 5.000 ca sanh là bằng cái bệnh viện này là có 2 tháng thôi. Nhưng mà 5.000 ca sanh là đủ để người ta làm tất cả các nghiên cứu. Hiểu chưa? Cái mẫu mà 5.000 là lớn lắm. Tụi em học rồi, học sơ sơ là biostatic là mẫu gì đó ca là đủ rồi.
đó, 30k là đủ rồi, nói chuyện này chuyện kia, báo cáo lật ca đồ này kia nọ rồi, hoặc là tính mẫu là chừng độ 300k 500k là đã là rất dữ dội rồi, cho nên 5000k là nó đủ để làm tất cả các loại hình nghiên cứu. Đây vấn đề đó ở chỗ đó. Và ở cái chỗ của ổng, ổng chuyện vui với thầy á, ổng nói là 5 năm, tức là cái cách đây là khoảng 3 năm, tức là trước khi có đại dịch, ổng còn qua đây, còn sau đại dịch thì mấy lần mời rồi, nhưng mà ổng nhiều lý do, tại mấy người đó người ta gọi là gì, famous, tức là nổi tiếng lắm. Lịch của người ta là mình phải đặt hàng người ta một năm trước đó. Ví dụ mình nói là năm sau tôi muốn mời ông qua hội thảo với chúng tôi, làm cái workshop gì đó, conference gì đó, thì mình báo cho người ta trước 1 năm, rồi người ta coi trên lịch ta, ok, tôi đồng ý, hay là không đồng ý gì đó. Đó. Rất là nhiều lý do, nhưng mà trong đó có một lý do nữa là gì biết không? Mời qua là phải cho nó đi business. Hiểu chưa? Thưởng khách mà cho nó đi bình thường là economic là lần sau nó bye bye mình luôn. Lần sau mà có hỏi nữa là nó coi là từ chối. Mà tụi em biết là đi nước ngoài mà business gấp mấy lần luôn, với lại là mà nó đi hạng nào mà hạng coi như hãng nào mà an toàn nhất thế giới nữa, bảo hiểm nó cao nhất nữa. Nó tóm lại là nói vui là người ta làm có kế hoạch vậy thôi. Thì ổng nói với thầy là trong 5 năm là ổng không có một cái ca hộ chiến heo nào hết trơn. Hà qua đi, Hà qua bên đó đi ha. Ngay kế bên nè. Anh nói với Kim Vũ rồi, có gì nhắn tin, nó hỏi gì đó. Tại vì ngày hôm nay không biết nói sao, ngày gì mà nó lu sơ bu, sáng giờ thầy như là con rối. Bên bệnh viện là xong rồi chạy ù qua đây, rồi lát nữa là Bộ Y tế vô kiểm tra trường về cái câu chuyện là cái nghị định 111, tức là cái việc mà đi thực hành lâm sàng của học viên đại học và học viên sau đại học. Đó, rồi nó mời đó, cô Hà là cô Bích Hà này là giáo vụ của bộ môn thầy. Rồi ban chủ nhiệm bộ môn, nếu mà có trưởng bộ môn thì trưởng bộ môn phải tham dự, nó ở bên phòng kế bên. Cho nên lát nữa mấy em thấy tự nhiên thầy biến mất. Thầy biến xong thầy qua đây lại. Là biết mà nó kêu ha, thầy lại phải chạy qua trả lời câu hỏi gì đó của họ, chất vấn gì đó. Mà lát 9 giờ. Đó, 9 giờ này nè, là lát thầy sắp sửa chạy qua nè, rồi tụi em được giải lao xíu, rồi lát nữa thầy sẽ nói về phần điều trị, chia sẻ về phần điều trị. Rồi ngày hôm nay là ở bên bệnh viện là 9 giờ nữa là thi lâm sàng chuyên khoa 2, khóa chuyên khoa 2 kết thúc á, họ học thi chuyên khoa 2. Rồi họ thi lâm sàng á, thi bưng bốc bệnh án rồi đồ này kia nọ, chạy bệnh rồi bị hỏi rồi này kia nọ. Rồi cái bàn của thầy chia trước đó rồi là bị cắt ra, tại vì cái lịch này là đột xuất. Nói chung là thôi cố gắng ha. Đó. Ông nói là 5 năm luôn là bên ổng không có hội chứng heo. Là tại vì ổng đã ở bên cái chỗ vùng miền Tây nước Úc của ổng đã làm dự phòng aspirin là bắt đầu từ 10 năm đó rồi, 10 năm trước rồi. Tức là từ cái hồi mà nó báo cáo á, từ năm 2008 rồi 09 gì đó, vân vân, cái mà của WHO nó đưa ra là nó nói khuyến cáo là nên dùng aspirin liều thấp, là lúc đó là nó đã làm rồi, mà nó làm trên nó làm vừa nghiên cứu vừa làm nghiên cứu, và khi có kết quả là nó chốt luôn, nó làm luôn. Cho nên nó dự phòng hết. Mà bên Úc nó dự phòng liều á, là ở đây mình nói là liều thấp là low dose thì là 100, có thể tới 150mg thì nó xài tới 150mg luôn. Còn mình ở đây mình sợ mình xài có 80mg thôi, cái hoặc là 81mg, cái gói mà dành cho con nít á. Cái viên aspirin mà để ngừa mà trong tim mạch đó. Đấy. Đó. Và ở đây thầy có một cái, đây là cái chỗ mà mười mấy tuần ha, để tụi em nhìn thấy một cái chung. Đó, cái chung. Nhưng mà nó có một cái slide nữa để nó nói về đây. Cái slide này. Đó. Cái này nó gọi là number need to treat. Number need to treat tức là số ca mình cần phải điều trị để ngừa một cái ca nào đó. Ngừa một cái ca nào đó. Hiểu không? Người ta làm nghiên cứu nhiều thứ lắm. Đó, thì mấy em thấy không, đó là number need to treat là dành cho là tử vong ở sơ sinh nè, sanh non nè, rồi tiền sản giật nè, ở trong cái tiền sản giật á, thì vậy rằng là ở cái mức độ mà khoảng tin cậy là 95% đó thì nó ngừa được vậy đó. Em thấy tỷ lệ phần trăm ở trên đó. Đó, nó làm tới mức vậy đó. Rồi number need to treat mà nó thấp tới mức như vậy nè, để ngừa một cái ca mà nhồi máu cơ tim á, là number need to treat của nó là 1 phần
tới 1/3000 mấy luôn. 3000 mấy người uống mỗi ngày viên mới có người được người vậy. Thì đó là cái điểm có lợi, nhưng mà tụi em hỏi là thưa thầy có bất lợi gì không? Thầy bảo là có, tại vì khi người ta biết là uống aspirin á thì tiểu cầu người ta đếm á nó vẫn bình thường. Nhưng mà nó không có hoạt động, hiểu không? Nó bị đơ. Đấy, vậy mình hình dung vậy nè. Vậy thì tiền sản vật nó có biến chứng nhau bông non thầy ha. Có biến chứng nhau bông non là một trong những biến chứng của tiền sản vật. Vậy thì nếu mà mình không may mà mình đang uống cái đó mà nó nhau bông non sao đây ha? Vì nhau bông non nó không có gì hết, nó cũng bị rối loạn đông máu nữa. Thì nguy cơ rối loạn đông máu nó tăng lên. Đó. Rồi nếu mà người ta không may mà người ta vô chuyển dạ mà ta suy thai nữa, mà mình đang dùng aspirin mình chưa kịp ngưng, thì mình mổ xanh để mình cứu em bé, thì xuất huyết nội, nguy cơ chảy chết mổ nó tăng lên. Rồi bản thân của tiền vật là đã tăng nguy cơ của băng huyết sau xanh rồi, thì bây giờ có thêm dùng aspirin nữa thì băng huyết sau xanh tăng lên. Mà chết hàng đầu là do băng huyết sau xanh rồi, bây giờ thêm nữa thì tỷ lệ chết tăng lên. Đó, thấy chưa? Cho nên nếu em nào có ý định nói rằng là thưa thầy vậy thôi mình đừng sàng lọc khỉ mốc gì hết trơn, bà nào cũng cho uống hết đó, thì thầy bảo đó, cho nên người ta phải có chuyện mới được uống, hiểu thầy nói không? Đấy, vấn đề đó chỗ đó. Khi mình học á, nếu mình học tới nơi tới chốn á, thì nó hay lắm, mà không phải chỉ là sản đâu, tất cả các chuyên ngành này đều vậy hết. Cho nên một trong những cái vũ khí quan trọng của người, của nhân viên y tế nói chung hay là của bác sĩ nói riêng sau này á, mà ở các trường đại học ở Việt Nam có chú ý rồi nhưng mà chú ý chưa đủ mức, thầy cho vậy, đó là lồng ghép cái thống kê sinh y học biostatic á, mà không phải học theo kiểu mà tính toán rồi xác suất này kia nọ, không phải, mình học ứng dụng, hiểu không? Ứng dụng những kết quả của cái biostatic đó vào trong cái việc mình... đó, giống như nãy giờ thầy đang nói nominic nutric là gì, khi nào mình dùng, khi nào mình không dùng. Đó. Rồi phương pháp A với phương pháp B, hai phương pháp đó đều sử dụng hết. Vậy thì phương pháp A trên bệnh nhân, một cái nhóm bệnh nhân số 1 thì nó sẽ làm sao, ưu thế nó làm sao? Nhưng mà phương pháp B trên bệnh nhân cái nhóm số 2, số 3 gì đó nó sẽ làm sao? Và đó chính là cái khi mà mình ra đời mình đụng á. Khi mình làm việc á là mình chạm là như vậy đó. Và đó cũng chính là cái nguyên nhân của tranh chấp và kiện tụng. À. Bởi vì khi mình không nói rõ cho bệnh nhân, mình không trình bày cho người ta, người nhà người ta, đây bà ở đây là có 3 nhóm nè, 1 2 3 nè, bà nằm ở trong nhóm hay là ông gì đó nằm ở trong nhóm số 2 nè. Có hai phương pháp điều trị nè, phương pháp này là nó đối với cái này nó có cái này tốt nè, phương pháp kia là nó cái này nè. Và hai phương pháp đó về mặt tinh thần là đều có thể áp dụng được, về mặt kỹ thuật là đều có thể áp dụng được cho quý vị nè. Bây giờ quý vị chọn cái phương pháp nào, quý vị muốn cái phương pháp nào. Chứ mình đừng có chọn giùm người ta. Mình hay là chọn giùm người ta. Đương nhiên người ta hay có cái câu là em giao, tôi giao tính mạng tôi hoàn toàn cho bác sĩ. Bác sĩ muốn làm gì làm. Không, bác sĩ muốn làm gì làm, nhưng mà phải làm là phải được. Không được là tôi kiện bác sĩ sập tiệm luôn á. Đây, cái đó là cái điểm rất lớn. Thì đáng lẽ ra thì tất cả các cái bộ môn á thì cũng đã góp ý rất nhiều lần. Rồi trong lúc mà mình dạy học viên hoặc là lúc mà đi thực hành lâm sàng, lồng ghép cái câu chuyện mà sử dụng cái kết quả của gọi là nghiên cứu khoa học hay là thống kê sinh y học. Đó. Tại vì tụi em đọc báo á, cứ nói về đọc đi. Nhưng mà đọc á, thì phải hiểu. Thì ví dụ thôi, ví dụ như nãy, OR là gì? RR là cái gì? Nó nằm ở trong cái nghiên cứu loại gì? Nếu mà có hai cái bài báo cùng kết luận hết là có RR, một bài là thì mình sẽ, mà nó hơi có khác nhau hoặc là thậm chí nó đối nghịch nhau, thì mình sẽ sử dụng cái kết quả nào. Chứ còn đương nhiên tụi em bảo thưa thầy em có kiến thức, em có ngoại ngữ, em đọc được, em hiểu. Hiểu là hiểu, đây là hiểu câu chữ. Nhưng mà rồi cái của thống kê sinh học em không hiểu. Cho nên thật ra nó làm gì? À, đó là cái điểm mà rất là bi kịch, là sau khi tụi em ra trường va chạm thực tế
vào bệnh viện làm, bệnh viện nào hàng đầu á, thì nó sẽ có những cái mục đó, nó nói mỗi ngày mỗi ngày. À, nó có ca là nó đem ra nó nói mỗi ngày để nó nói về cái phương thức là Evidence Based Medicine, EBM. Đó, tức là y học chứng cứ. Còn có khi người ta không nói gì hết trơn. Thì mình cứ va chạm hoài, mình cứ bị vậy hoài. Và nếu mình không may thì mình lại bị là tranh chấp kiện tụng, làm cực rồi mà còn lại là bị như thế nữa. Đó, đó là cái điểm mà thầy muốn hay muốn là cứ lồng ghép vào. Đương nhiên còn tụi em cứ nốt lại, tụi em cứ ghi nhận. Đó. Rồi sau này ra mình sẽ vận dụng ở nhiều góc độ khác nhau. Nhưng mình nhớ là có một ngày nào đó mình đã được học, mình cũng được nghe thầy A, cô B gì đó có nói về vấn đề đó. Và cái đó chính là cái mà tụi em sẽ người ta gọi kỹ năng để mình tự học. Đó, sau này ra để mình còn đi tiếp nữa, đi tiếp nữa, à, liên quan tới cái nghề của mình. Rồi tụi em còn hỏi gì nữa không? Không hỏi, nín. Lát hỏi ha. À, thầy chạy qua kia chút ha. Chạy qua phòng họp bên lầu, cũng lầu năm này xíu để coi coi là họ nói cái gì, họ muốn hỏi cái gì, và chút xíu rồi thầy quay trở lại thì tiếp tục với tụi em cái mấy cái bài này ha. Thầy sẽ cố gắng thầy rút kết nó lại rồi thầy gửi cho tụi em sau đó nha. Chứ bây giờ chưa có chuyển được. Thank you.